Xin chào các bác, hôm nay em tiến hành cắt cành chiết thoát đường vi. Đây, cành chiết nhà em đây rất là dài các bác, thoát thân tầm hơn 2m, 2m rưỡi. Cây rất là to rồi, cây bằng cổ tay, những cây to to bằng cổ tay. Đó, cành rất là nhiều rễ, hôm nay em tiến hành cắt để trồng. Cây rất là dài. Đó, tán rất là to rồi. Đây là tán đây các bác. Đó, cây rất là dài, thoát thân trên 2m. Đó, như cái cành ngoài cùng này là nó to hơn cổ tay của em. Hoa tường vi này là hoa tường vi màu hồng nhé các bác nhé. Còn trên này có một ít. Đây là thoát thân tầm 1m rưỡi. Cái này là ngắn hơn. Nhưng cây cũng rất là to này. Cây gần bằng cổ tay nhé các bác. Tán rất là to, em đốn bớt tán rồi. Đây các bác có thể thấy cây rất là dài. Trên này quá dài. Đây, dài hơn bức tường rất là nhiều. Đây em đã tiến hành trồng xong rồi các bác nhé. Do cây nó rất là cao nên là em phải trống mỗi cây là 3 cây trống. Đây các bác xem, chống để cho nó khỏi đổ, khỏi khi gió nó khỏi lung lay thì nó khỏi ảnh hưởng đến bộ rễ các bác. Đây, cây nào em cũng chống 3 cây chống. Đó. Đảm bảo cho cây không bị lung lay. Cây rất là cao, các bác nên để ý cái cây mía, hai cái ba cây mía kia. Cây mía này là cao hết khả năng rồi mà cây tường vi nó còn cao hơn cây mía rất là nhiều. Các bác nhìn thấy không? Cây tường vi nó cao hơn tường mía rất là nhiều. Tán rất là cao rồi. Khi trồng thì các bác lưu ý là các bác tuốt lá nhé. Tuốt lá chỉ để một vài cái lá thôi vì lúc đầu nó thoát cây nó thoát nước nhiều mà cái bộ rễ nó ít, nó không hút đủ nước nên là các bác phải tuốt đi thì tỷ lệ sống nó rất là cao. Tuốt lá đi thì tỷ lệ sống nó rất là cao, nó giảm sự thoát hơi nước. Vì mới đầu mình chiết kia thì cái rễ nó chỉ ít ít thôi, nó chưa đủ để cung cấp nước cho cả cái cây. Nên các bác để cả lá thì nó sẽ thoát nước nhiều. Đây em tuốt đi chỉ còn để một vài lá trên bên trên thôi. Cây cao lắm các bạn. Ít nhất phải trên 2m. Đó. Do là nhà em chưa có chỗ để trồng nên là các em trồng tạm ở chỗ này nên là nó hơi dày một chút. Các bác có chỗ trồng thì các bác trồng thưa ra. Vì sau này tán nó sẽ to. Chứ trồng như này là dày quá, nhưng do bên trên đồi nhà em này em chưa múc được đất nên là em trồng tạm đây. Mấy nữa trên này em múc đất đi thì em sẽ trồng lên trên đồi sau. Giờ chưa múc được đất nên trồng tạm đây nên là hơi dày một chút, nhưng mà cành nó ra nhiều rễ rồi không thể để thêm nữa nên là em phải cắt. Trồng tạm đây các bạn. Thân của cây này bằng với thân cây mía luôn các bác. Thân rất là to rồi, lâu năm rồi. Rồi xin chào các bác nhé. Các bác hãy đăng ký kênh Vườn Hoa Hà Giang để theo dõi video tiếp theo. Xin chào các bác. Em xin nhắc lại
về cái vấn đề trồng cành chiết này nữa là các bác trồng, các bác tuốt lá, các bác thường xuyên tưới nước thì cây nó sẽ lên. Đó, xin chào các bác.